Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hạ một phó thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đang muốn dọn rác chính phủ. Có thể nói chỉ mới ngồi chiếc ghế thủ tướng không được bao lâu mà ông Phạm Minh Chính đã biết tạo sức mạnh cho mình. Bước đầu tiên là củng cố liên minh với Nguyễn Tấn Dũng bằng cách gia cố quyền lực vững chắc cho con ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là Nguyễn Thành Nghị. Nếu Nguyễn Thành Nghị không phải là con của Nguyễn Tấn Dũng thì sẽ không có chuyện ông Chính tham gia cuộc họp Bộ Xây dựng ngay khi cuộc họp đầu tiên của bộ này được triển khai. Đứng bên cạnh Nguyễn Thành Nghị là ý đồ rất rõ ràng của ông Phạm Minh Chính. Vì sao Phạm Minh Chính lại chọn thế lực tưởng như đã hết thời để liên minh mà không chọn thế lực nhất hiện nay? Câu trả lời cũng khá đơn giản là thế lực Nguyễn Tấn Dũng đang hồi sinh với Nguyễn Thành Nghị, nhưng thế lực của Nguyễn Phú Trọng tuy mạnh nhưng đang hết thời và dần dần suy tàn vì không còn người kế vị. Và cùng lắm là hết nhiệm kỳ thứ ba, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải về vườn nếu ông có thể lết qua hết nhiệm kỳ này. Đó là lý do ông Phạm Minh Chính ngà về phe Ba Dũng. Tuy nhiên, ông Chính cũng rất khôn khéo là rất vâng lời với người sĩ phu Bắc Hà, chứ không chống. Nói chung, đường lối của Phạm Minh Chính là thêm bạn bớt thù. Bài học gây thù chuốc oán của ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải trả giá như thế nào thì giờ ông Phạm Minh Chính đã rút ra bài học rất tốt. Và cả Nguyễn Tấn Dũng và ông Phạm Minh Chính đều xuất thân từ ngành công an, họ rất hiểu nội tình. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng lợi ích nhóm từ vị trí thủ tướng và sau đó là phủ đầu vị trí tổng bí thư như thế nào thì đó là bài học rất có giá trị cho Phạm Minh Chính. Muốn vậy, ông Chính cần phải xây dựng chính phủ toàn là tay chân thân tín để tạo nên sức mạnh. Điều đó mới làm thủ tướng chưa được bao lâu, nhưng ông Phạm Minh Chính đã bắt tay làm nhiều vấn đề và làm được rất nhiều việc. Và vấn đề xây dựng mối quan hệ thân hữu, ông Phạm Minh Chính đã tỏ ra vượt trội hơn người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc. Đó là điều rất dễ thấy. Phạm Minh Chính đang chọn dọn rác trong chính phủ như thế nào là điều mà dư luận cũng đang đặt câu hỏi. Khi mới lên nắm chính quyền thì Phạm Minh Chính chưa thể tạo được một chính phủ như ý. Vẫn còn rất nhiều người trong chính phủ thuộc phe khác. Khác với Nguyễn Xuân Phúc, ông Phạm Minh Chính đã tạo nhiều dấu ấn trong việc củng cố quyền lực hơn ông Nguyễn Xuân Phúc. Người đầu tiên mà ông Chính muốn đẩy đi đó là Trương Hòa Bình. Trương Hòa Bình vốn là một người của liên minh Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang. Trương Tấn Sang thì không còn quyền lực gì nữa, xem như là hết thời và cũng chẳng có thế hệ tiếp nối để hồi sinh. Còn Nguyễn Phú Trọng thì quyền lực vẫn còn, nhưng là thế hệ đang lao xuống dốc. Hết nhiệm kỳ này, Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ chẳng còn quyền lực gì cả. Và lại, bản thân ông Trọng cũng không muốn giúp Trương Hòa Bình. Ông Trọng chỉ không đẩy Trương Hòa Bình rời ghế sớm mà thôi. Vì thế mà tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trương Hòa Bình mất chức ủy viên Bộ Chính trị và cũng chẳng còn ủy viên Trung ương Đảng. Với người không còn đứng trong Bộ Chính trị thì ra tay loại ra khỏi chính phủ là điều dễ nhất. Không lý do gì Trương Hòa Bình không thực hiện. Điều đáng nói là sau khi loại Trương Hòa Bình, Phạm Minh Chính chốt luôn danh sách Phó Thủ tướng chỉ còn có 4 người chứ không phải là 5 người như trước đây. Với ít phó thì quyền lực sẽ tập trung về thủ tướng nhiều hơn. Đó là lý do tại sao Phạm Minh Chính không giữ nguyên 5 phó thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình là người đầu tiên bị Phạm Minh Chính gạch tên khỏi danh sách. Cùng với việc tước quyền làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của Vũ Đức Đam thì rõ ràng Phạm Minh Chính đang muốn giành lấy quyền lực từ tay phó thủ tướng. Có hai cách thâu tóm quyền lực. Cách thứ nhất là loại bỏ đối thủ. Cách thứ nhì là tước bỏ quyền lực của đối thủ. Với Trương Hòa Bình thì ông Phạm Minh Chính loại bỏ đối thủ. Còn với Vũ Đức Đam là tước bỏ quyền lực của đối thủ. Thực tế cho thấy Phạm Minh Chính đấu đá nhau rất giỏi. Gần như khó có đối thủ nào sánh ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Và tiếp tục câu hỏi đặt ra là vì sao Phạm Minh Chính có sức mạnh vượt trội đến như vậy. Cho đến nay, muốn có thế lực mạnh trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải thân Bắc Kinh. Nếu không thân thì khó mà làm các thế lực khác sợ cho được. Cho đến nay, người ta không tìm ra bằng chứng nào cho thấy Nguyễn Phú Trọng thâu tóm tiền bạc. Tuy nhiên, những kẻ có tiền đầy nhà phải chịu thua trước Nguyễn Phú Trọng. Đó là cái giá của việc thân Trung Quốc. Ông Phạm Minh Chính là con người sắc sảo nên ông ta nhìn ra những lợi thế đó và đã không bỏ lỡ cơ hội để xây dựng khi làm bí thư tỉnh Quảng Ninh. Và với việc nắm chiếc ghế thủ tướng với nền kinh tế đất nước còn nằm gọn trong tay, ông Phạm Minh Chính được xem như là có tất cả. Ta có thể ví Phạm Minh Chính như một người rất khó tìm được bằng chứng ăn hối lộ.
ông Nguyễn Tấn Dũng thì lại để khác, và để củng cố quyền lực bằng tiền thì Phạm Minh Chính sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều. Đó là thực tế mà nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra. Hiện nay có 4 phó thủ tướng là Phạm Bình Minh, Lê Minh Khải, Vũ Đức Đam, Lê Minh Thành. Ông Phạm Bình Minh được xem là phó thủ tướng thường trực. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh được xem là lành tính, không thích va chạm. Vì vậy, ông Phạm Minh Chính không lo bị tiếm quyền. Còn ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được xem là người của Phạm Minh Chính rất rõ ràng. Còn lại Vũ Đức Đam tuy là phó thủ tướng kỳ cựu nhưng lại là người không thủ tướng nào ưa cả. Từ thời ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây đến thời ông Nguyễn Xuân Phúc sau này, rồi bây giờ là thời của Phạm Minh Chính, không ai ưa ông Đam. Không biết lý do tại sao ông Đam lại bị ghét bỏ đến như vậy. Đã 3 nhiệm kỳ ủy viên Trung ương Đảng và vẫn chưa vào được Bộ Chính trị là một câu hỏi to tướng. Đây là điều hết sức bất thường. Đây là hình ảnh Vũ Đức Đam là người đã bị ông Phạm Minh Chính tịch thu quyền lực. Ông Vũ Đức Đam được Mark Tây học, nói tiếng Anh rất tốt. Ông Đam luôn tỏ ra là người có năng lực trước công chúng và làm lu mờ đồng nghiệp của cả cấp trên. Tuy nhiên thực tế là ông Đam không có năng lực như người ta nghĩ. Tất cả những gì người dân nghĩ chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Qua việc chống đỡ dịch Covid đã phơi bày ra điều đó. Chính vì thế mà ông Đam thuộc loại không ai ưa, và tất nhiên Phạm Minh Chính cũng không ưa ông Vũ Đức Đam. Và tham vọng của ông Phạm Minh Chính là gì? Có thể nói không lý do gì để loại bỏ Vũ Đức Đam, chỉ tước bỏ quyền lực của ông Đam thì xem như các phó thủ tướng nằm gọn trong tầm điều khiển của ông Phạm Minh Chính. Phần còn lại là dọn một số bộ trưởng. Người mà ông Phạm Minh Chính muốn đẩy đi nhất hiện nay là ông Nguyễn Văn Thể. Ông Thể là người gây ra rất nhiều tai tiếng nhưng lại không thuộc phe. Vậy nên đưa việc đưa Nguyễn Văn Thể đi là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Từ sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có tin ông Nguyễn Văn Thể sẽ phải nắm chức Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này sau đó ông Phan Văn Mãi đã chiếm lấy. Tuy nhiên mới đây Trung ương đã đẩy Nguyễn Thành Phong đi nên ông Phan Văn Mãi chám vào. Và cuối cùng là chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Sài Gòn lại bị bỏ trống. Đây là cơ hội tốt để ông Nguyễn Văn Thể ra đi. Ông Thể ra đi chám vào vị trí ông Mãi bỏ lại thì vừa tốt cho ông Phạm Minh Chính và lại vừa tốt cho ông Nguyễn Văn Thể. Tốt cho ông Phạm Minh Chính là ông ta sẽ có một chính phủ đồng lòng hơn để củng cố quyền lực. Tốt cho ông Thể để ông ta khỏi lạc lõng trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Và lại Bộ Giao thông Vận tải là bộ có khá nhiều người đã đi tù. Nếu ông Thể ngồi lại ghế bộ trưởng thì lành ít dữ nhiều. Điều dữ đôi khi nó đến từ ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh tương lai ông Phạm Minh Chính sẽ vượt Nguyễn Phú Trọng. Ông Phạm Minh Chính là nhân vật chính trị đang lên và ông chính đang giáo diết củng cố quyền lực, chứ không như ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong vòng 6 tháng qua, thành tích chống dịch của ông Phạm Minh Chính chỉ là con số 0, nhưng thành tích củng cố quyền lực của ông Phạm Minh Chính là rất ấn tượng. Nếu ông Chính cứ củng cố quyền lực như thế này, thì có thể nói rằng 5 năm sau, thế lực của ông Phạm Minh Chính sẽ là số 1 trong Đảng Cộng sản Việt Nam, và khi đó ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già yếu và không thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư. Tham vọng chính trị thì quan chức Cộng sản nào cũng có, nhưng để toan tính và củng cố quyền lực cho mình thì khó có ai bì lại ông Phạm Minh Chính, ngoại trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Chính phủ sau vài lần dọn rác thì hiện lên toàn phe của ông Phạm Minh Chính. Đến lúc đó, sức mạnh chính trị của Phạm Minh Chính sẽ trở nên vô đối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 9 năm 2021 với bản tin Hạ một phó thủ tướng, ông Phạm Minh Chính đang muốn dọn rác chính phủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.